Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Video này mình sẽ cập nhật về dự án là B-Network nha cô chú anh chị. Thì cái vấn đề KC thì vẫn đang diễn ra hàng ngày ha. Và KC này là dạng như ngẫu nhiên, nên là em khuyên chúng ta làm gì làm nên bấm tia sét đều mỗi ngày thì sẽ có cái cơ hội để chúng ta được KC nha. Nói chung trước sau thì chúng ta cũng sẽ được cai xe thôi cô chú anh chị. Đó, thì người trước người sau. Và gần đây có nhiều anh chị nhắn tin á, bình luận nói như thế này. Thì anh tạo hoặc là chị tạo tới hai cái tài khoản, là tài khoản chính và tài khoản phụ. Đó, thì không biết khi nào được cai xe. Thì em nói nếu như anh chị nào mà lỡ đang tạo hai cái tài khoản bi á, thì chúng ta nên lựa chọn ưu tiên cái tài khoản nào nhiều bi nhất hoặc là nhiều rep nhất mà chúng ta để lại. Còn cái tài khoản kia thì chúng ta nên là xóa nó và báo nó là tài khoản ảo nha. Tại vì Bi này là họ tuân thủ nghiêm ngặt chính sách về cái vấn đề là bảo mật thông tin cá nhân. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề rửa tiền, chống rửa tiền á. Nên là anh chị KYC nhiều tài khoản quá là sau này là họ quét trùng cái họ và tên này kia, là sau này là họ sẽ khóa hai cái tài khoản của anh chị nha. Nên là rút kinh nghiệm cho em. Thì cũng có nhiều anh chị nói là anh đã KYC tài khoản phụ rồi, còn tài khoản chính sau này được KYC không, và KYC vậy có bị trùng cái thông tin hay không, thì chắc ăn là phải trùng thôi. Nếu mà anh chị đã KYC cái tài khoản phụ rồi thì cái tài khoản chính coi như là anh chị bỏ đó, coi như là chỉ được chọn một trong hai thôi nha. Cái này là em nhắc lại nha, anh chị nào mà lỡ có trong cái này thì nên là tranh thủ đi trước khi là bị quét tài khoản ha, hoặc là KYC sau này nha anh chị. Rồi cái đó là cái thông tin em muốn chia sẻ đó. Rồi cái thứ hai nữa, mình sẽ vào cái Twitter, mình sẽ xem trên là B-Network nè, bên Bicotem cũng như là B-Chainmon với B-Bettermon họ đã cập nhật những cái gì nha anh chị. Anh chị vào Twitter xong đúng không ạ? Chúng ta vào cái biểu tượng tìm kiếm phía trên nè. Trước tiên là mình sẽ vào B-Network nha. Rồi ở đây thì ở đây có một cái đây nè anh chị, một ngày, cách nay một ngày Bicotem họ có một cái tích làm thế nào để cộng đồng có thể đạt được sự tăng trưởng liên tục và khả năng tiếp cận trong khi giải quyết các mối quan tâm về nguồn cung là một trong những yếu tố chính được xem xét khi thiết kế mô hình mã thông báo Mainnet. Đọc thêm từ các chương sách trắng tháng 12 của Bi. Cái này là họ muốn nhắc nhở mình lại xem các thông tin ha. Có nhiều anh chị á, là chúng ta thực ra chúng ta vẫn chưa có đọc cái sách trắng đâu, nhưng mà anh chị có thể bỏ thời gian ra đọc ha. Họ cập nhật cho mình nè. Ở đây có BNew nè. Cái trang này cũng khá là uy tín nha mọi người. Hãy hoạt động, giờ đây chúng ta có thể thấy những người tiên phong trên toàn thế giới ủng hộ B-Network như mọi khi và sử dụng B làm đơn vị tiền tệ thanh toán hàng ngày. Không cần phải nói rằng thế giới cần một loại tiền kỹ thuật số được mã hóa ngang hàng để lưu thông toàn cầu. Sự phát triển tốt hơn vẫn chưa đến. À, ý họ nói là B sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa ha. Và đó là cái xu hướng thực tế trong tương lai. Đó là cái bi tiếp theo. Cái này là họ kêu mình là hoàn thành các danh sách Mainnet, hôm bữa em đã chia sẻ rồi anh chị ha. Cái này mình lướt qua đi. Tiếp tục cái thứ hai nữa là cái vấn đề là bên bi Bettermon là cái, đây là cái web cho chúng ta trao đổi hàng hóa nè. Mấy ngày nay thì rất là gầm gỗ anh chị ha. Trung tâm hàng đổi hàng bi đến trung tâm hàng đổi hàng Kumai đã hoàn thành công đặt đổi hàng thử nghiệm Mainnet đóng cửa đầu tiên trên thế giới vào ngày 21 tháng 8 với hơn 1.000 đơn đặt hàng giao dịch tích lũy. Thông báo thống kê về dữ liệu đổi hàng, thí điểm và làm gỡ việc làm mất uy tín và vu khống cạnh tranh ngang hàng. Lần này chúng tôi đã tích làm gõ để ngăn chặn những tin đồn thất thiệt. Nếu những sự việc như vậy xảy ra một lần nữa, chúng tôi sẽ phân loại bằng chứng lịch sử có liên quan và báo cáo cho phía dự án để can thiệp. Ha, họ làm gì rất là uy tín nha anh chị ha. Rồi thì cái họ cũng chỉ cập nhật như vậy thôi anh chị, chưa có gì hết. Tiếp theo mình sẽ vào của bên B-Chainmon nha. Rồi B-Chainmon mình sẽ đọc anh chị. Ứng dụng B-Chainmon đã được chuyển sang phiên bản Mainnet rồi nha anh chị nha. Thì B-Chainmon này là ngày 25, là ngày mai á, là bắt đầu họ sẽ cho giao dịch, trao đổi mua bán hàng hóa trên đây rồi. Đó, bữa nay là 24 rồi thì anh chị chờ xem ngày mai ha. Có tin mới thì em sẽ cập nhật tiếp. Cái này để em đọc một cái coi.
Chúng tôi đã nhận thấy rằng nhiều người tiên phong đồng đại rằng Bitcoin Mon nằm trong danh sách trắng. Điều này là sai. Hiện tại chúng tôi không có hoặc không có cái gọi là danh sách trắng. Chúng tôi hiện đang sử dụng tên miền của riêng mình. Cái thông cũng là một cái thông tin mới để anh chị xem nha anh chị. Danh sách trắng mà những người tiên phong đang nói đến có lẽ là ứng dụng có tên miền Bi trên danh bạ trình duyệt Bi. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để phát triển và lặp lại các ứng dụng của Bitcoin International. Tức là Bitcoin Mon này là một trong những cái giải thưởng thứ ba trong cái phần thi hackathon năm rồi của Bi anh chị nha. Và họ chưa không có nằm trong cái sách trắng của Bi. Đó, thì cơ bản là như vậy. Thì cái thứ nhất là ngày mai mình sẽ xem trên là Bitcoin Mon sẽ là buôn bán cái gì và cái giá cả như thế nào anh chị ha. Cái đó ngày mai em sẽ cập nhật. Rồi bây giờ anh em mình sẽ vào cái Facebook mình lên một số nhóm hội. Trên Facebook mình xem những cái trao đổi hàng hóa mới nha. Bây giờ em sẽ vào thế giới B-Network nè, 126.633. Anh chị nên vào đây để chúng ta nghiên cứu thêm ha. Cái tin này là B, họ báo là B-Bettermon đã công bố giá B 1.050 đô, là cái tin này tin fake nha anh chị. Cái này không có nha. Bằng chứng là hồi nãy chúng ta đã kiếm nên chị. Rồi tiếp tục. Thì ở đây đang có rất nhiều cái cửa hàng, quán karaoke, họ đang chấp nhận thanh toán bằng Bi rồi. Em thấy á, ai nói gì nói, báo đài Việt Nam có rất nhiều cái đài nó đang tìm mọi cách để nó dù dập Bi, nó nói không đúng về Bi. Nhưng mà Bi vẫn phát triển từng ngày từng ngày. Tại vì Bi này là cái xu hướng của tương lai rồi. Nó không thể nào mà nó bị kìm hãm bởi những cái báo đài mà nó không có am hiểu về cái công nghệ blockchain đâu anh chị. Nếu như Bi thật sự mà nó không đúng là nó không có được ra đời tại đất trên Hoa Kỳ đâu, và nó cũng sẽ không bao giờ được promo bởi cái cộng đồng của Trung Quốc đâu. Nên mình phải nhìn cái nước lớn làm, mà chúng ta ăn theo, mình là những người nhỏ, tóm lại là cái nước nhỏ đó anh chị, mình ăn theo những cái nước lớn. Nếu thất bại thì những cái nước lớn nó là cái người đầu tiên nó sẽ thất bại, chúng ta không mắc gì hết ha. Đó. Thì em chỉ nói như vậy thôi. Rồi ở đây nè. Đồng tiền kỹ thuật số Bi là một lợi ích cho hệ thống thanh toán tài chính của quốc gia nhỏ lẻ, thanh toán xuyên biên giới. Iraq đã bắt đầu biến đồng Bi trở thành tiền tệ hợp pháp của đất nước. Trên cái trang là 7 roi nè anh chị ha. Cái trang này trang cái, đây là cái kênh truyền hình của Iraq nha anh chị. Nè em cho anh chị xem này. Đó. Tiếp theo. Mình sẽ kéo xuống đây ha. Em nhớ là có nhiều cái giao dịch rất là mới. Thì ở đây là họ giao dịch họ up lên nè anh chị. Thì ngày hôm qua có một cái giao dịch đó là dùng vàng đổi Bi. Để em kéo xuống xem có hay không nha. Thì một cái quán nè, karaoke. Ở đây họ chấp nhận thanh toán bằng Bi nha anh chị. Đó. Ở đây là của bên cái này của bên Trung Quốc nha anh chị. Đó, đây kênh truyền hình của họ đây. Nhìn lại cái kênh truyền hình báo đài của Việt Nam mình, em thấy chán quá. Không phải mình cuồng Bi mà mình nói, nhưng mà nó phân tích không có đúng về Bi thì mình không có chấp nhận được. Đây. Cái giao dịch này anh chị ha, thì đồng thuận là một Bi bằng 100 đô, sắp xỉ là 2.370.000. Và em sẽ cho anh chị xem nha. Đó chị nha, thì đây là cái cuộc trao đổi là một người chấp nhận là dùng vàng để trao đổi Bi và một Bi là 100 đô. Thì mình không có xét đến cái khía cạnh là cái này vàng thật hay vàng giả, hay là giao dịch này giả hay thật. Nhưng mà cái em nói là những cái giao dịch này họ cũng đang thúc đẩy cái sự phát triển của Bi. Đó, thì cái này mình mới quay lại cái lúc trước nhiều anh chị bán Bi giá rất là rẻ, 20.000, 19.000. Bây giờ một Bi theo cái chợ đen chỉ còn khoảng 12.000 thôi anh chị.
một bi bằng 12.000 Việt Nam đồng. Thì nếu mà anh chị nào đang trong cái giai đoạn mà chúng ta muốn bán như thế này thì anh chị nên nên hold lại đi. Tại vì công sức của mình đào bao nhiêu năm nay và 12.000 một bi thì anh chị bán 1.000 bi cũng không có nhiều tiền hết, nó cũng chẳng giúp mình giàu hơn đâu. Cứ hold để đó cho em. Được thời thì vài năm nữa mình lên đời, còn không được thì coi như cái trò chơi và nó sẽ không bao giờ nó rớt giá ha. Em chỉ khuyên như vậy thôi, chứ không có. Còn cái việc bán rẻ, bán thấp, bán sớm, bán muộn gì đó là cái nhu cầu của mỗi người. Có khi mình cần tiền thì mình phải bán, 5.000 cũng phải bán, chứ đừng nói mà 12.000. Em nói thật sự, khi cuộc sống nó khó khăn là nó khốn khổ như vậy. Nhưng mà nếu mà em chỉ khuyên anh chị là nếu mà chúng ta khả năng mà chúng ta còn xoay sở được, chúng ta giữ gìn bi được thì cứ giữ gìn cho em đi, cứ coi nó như là những cái tài sản tương lai của mình sau này, đừng có bán tháo nó, đừng có vì mà vài ba cái đồng bạc lẻ nha anh chị ha. Đó, thì bây giờ đó là em thấy nói chung là bi nó càng ngày nó càng phát triển mạnh rồi, và tới đây nữa là bên bi trên mon với bi better mon là đang trao đổi hàng hóa nó càng mạnh hơn nữa, thì những cái dự án mới, những cái doanh nghiệp mới, những cái người mà ta thấy được cái tiềm năng phát triển của bi, những cái ông trùm, những cái dạng là cái tập đoàn mạnh lớn thế giới thì họ sẽ đổ xô vào, tại vì đây là cái miếng bánh quá ngon ha, thì họ sẽ tìm một cách để họ thâu tóm bi, thì anh chị lúc đó sẽ cái việc mà chúng ta chờ đợi mà giá lên cao thôi ha. Rồi em xin phép dừng cái video nha anh chị. Anh chị nào muốn tìm hiểu bi á, thì chúng ta nên lên các hội nhóm, thì em vẫn khuyên là có hai nhóm B-Network với B-Chain, B-Network Exchange thôi. Còn lại những cái nhóm khác em thấy á, admin họ đăng lên rồi họ lừa, họ bán bi rồi họ bán hàng hóa rồi tùm lum hết trơn à, thì cái đó quyền của anh chị ha. Anh chị thấy nhóm nào uy tín thì chúng ta theo, cũng như cái kênh YouTube nào uy tín thì chúng ta theo à, mà tuyệt đối đừng có theo mấy cái kênh mà của VTC Now hay VTC ấy nha. Nè, để em cho anh chị xem, nó đưa không có đúng về bi, nó đưa theo cái cách gọi là nó ghen ăn tức ở á, em nói thật. Rồi VTC Now nè, một thằng nè, cái thêm nữa là VTC 14 đó. Thì anh chị nên chắt lọc lại. Mình trước tiên á, là anh chị phải tìm hiểu bi trước đi, mình phải hiểu theo kiến thức của mình, sau đó mình lên các trang các nhóm á, rồi chúng ta sẽ hiểu cái theo kiến thức đa chiều đó. Rồi cái thứ ba nữa, chúng ta lên YouTube, chúng ta xem những cái kênh chuyên về bi đó. Kênh nào uy tín thì chúng ta cứ thêm, cứ xem em, rồi chúng ta sẽ biết được cái nào mà họ nói đúng, cái nào họ nói sai thôi, chứ còn em không có nói là mình hay mình dở anh chị nha. Rồi em xin phép dừng cái video tại đây. Gán chờ đi anh chị, sắp lụm tiền anh chị ơi.